Ngày 19 tháng 4, Nga đã lên tiếng bày tỏ sẵn sàng tham gia cuộc đối thoại tới giữa Nga và NATO, trong khi thừa nhận hai bên đang trải qua giai đoạn nghi ngờ nhau sâu sắc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại rằng Moscow quan ngại về việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tăng cường sự hiện diện quân sự tại các quốc gia láng giềng của Nga. Điều này đe dọa tới các lợi ích quốc gia và an ninh của Nga. Ông Peskov cũng chỉ rõ cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO ở cấp đại sứ dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay 20 tháng 4 ở Bruxelles, Bỉ sẽ không dễ dàng do những nỗ lực nhằm khôi phục lòng tin vẫn diễn ra chậm chạp. Tuy nhiên, ông cho rằng Nga hài lòng về cuộc đối thoại sắp diễn ra với NATO, bất chấp liên minh quân sự này ngừng mọi hợp tác thiết thực với Nga từ hồi tháng 4 năm 2014 liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Nga-NATO sau gần 2 năm gián đoạn. Hội đồng Nga-NATO được thành lập tại hội nghị thượng đỉnh NATO-Nga tháng 5 năm 2002 ở Roma, Italia như một cơ chế để hai bên tham vấn, thỏa hiệp và cùng đưa ra quyết định chung về các vấn đề cùng quan tâm trên cơ sở đối tác bình đẳng. Sau khi cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine bùng phát hồi đầu năm 2014, NATO đã quyết định hủy bỏ hợp tác quân sự và dân sự với Nga. Hoạt động của Hội đồng Nga-NATO cũng đã bị gián đoạn sau cuộc họp cuối cùng vào tháng 5 năm 2014.